mình cũng không biết đâu, nên là mình cũng không biết như thế nào để trả lời. Đấy, hôm nay like lên là bán hàng thôi, mọi người xem giá cả có deal voucher được bao nhiêu thì mọi người cứ mua thôi nhá. Đúng rồi, chắc tầm giữa tháng 7 đây anh em mình sẽ di chuyển đi rồi, đi Angola rồi. Đi chợ đêm tầm này không biết là mưa như này người ta có họp không? Chắc là không họp đâu. Chợ đêm thì thấy mưa là chạy về rồi. Có mua 2 chai chanh leo nha mọi người. À, có mua 2 chai. Còn 32 suất. Còn 32 suất. Chào Đồng Hương, chào tất cả mọi người. À, chị Hằng à, vào gặp chị nữa hả? Vâng, em đời tóc tốt rồi vào chị cắt đây. Mấy anh em đang ở Lào chị ạ? Đang có mấy cái dự án lớn bên Lào ấy mà chị. Sang để tham quan để xem có làm được không em mà. Dự án to lắm, to lắm. Áo hình như trong giỏ hàng mọi người ạ, trong giỏ hàng có. Combo 2 chai nha mọi người, combo 2 chai. Bây giờ có 250 là combo 2 chai là giá niêm yết, bây giờ còn 180 thôi. Cái nước cốt chanh leo này ấy thì mọi người về pha với nước nước và đá. Đấy, uống cực kỳ mát luôn. 180 thì mọi người đi ra tiệm cửa hàng hay gì đấy uống thì mình nghĩ là được hai cốc nước cam hay nước chanh leo gì đấy. Nhưng mà cái này á, mọi người mua 2 chai về nhá. Về pha uống rất là tiền mà tiết kiệm được rất là nhiều. Đấy. 500 ml. Hết rồi. Hết rồi. 2 chai là 1 lít. Pha với là chục lít nước kia, chục lít nước lọc ấy. Đá nữa. Ui ôi, cái công trình mà mua này do thử uống này. Nó phải là chấm hết cuộc tình. Uống là nghiền luôn đấy. Cái này mùa hè này, nhà ai làm công trình này mua thử giải khát, uống giải khát này. Cứ thỉnh thoảng mua thử uống cho đá. Nhà đẹp là người ta xây cho mà. Đấy, tiếc gì mấy cốc nước lọc, tí bún, tí rau. Đây cái gì nữa đây? Stop it again mọi người nhá. Stop it again hiện tại đang cháy hàng. Đang cháy hàng, mỗi lần về chỉ được một ít thôi. Những ai chứ cần nhá, cần là được. Cần là mình sẽ ghim cho cả nhà mình, chỉ có ít thôi. Và deal cực kỳ khủng. Lăn nách số BX này là giải pháp cho những người đang có mùi ở nách đấy. Nước chảy nhiều đấy. Muốn giảm đi cái mùi hôi nách, rồi là giảm đi cái mồ hôi của nách nữa thì dùng cái này cho mình nha. Sudovirex là dòng này không phải là như để cho thơm hay gì cả, không có mùi, không có vị gì đấy, và không ố trên da, khi không ố trên áo mà khi mà rồi ok chốt đi, mở đi. Là những cái gì hiệu quả thì mình mới dám lên đây bán cho mọi người. Ok chưa mọi người? StoreVX hiện tại là mình là bên mình là đang phân phối đúng rồi, dùng siêu thích, cả nam cả nữ đều dùng được. Bạn đấy dùng đến tận 4 lọ rồi kìa. Những ai dùng 4 lọ là ui, dùng 1 lọ thôi đã hiệu quả rồi. Nhưng mà muốn cho nó dứt điểm thì phải dùng nhiều hơn. Dùng nhiều hơn mọi người nhá. Dùng nhiều hơn. Chứ không phải không có thuốc thần thuốc tiên gì mà mua 1 lọ về cái là thấy nách không hôi nữa, không có mùi gì nữa, rồi là mồ hôi bầu dùng được, chảy cái gì
đấy, không có thuốc thần đấy đâu. Ít nhất về mình phải dùng nhiều tùy theo cái cơ địa của mọi nơi mọi người nữa, tùy theo cái cơ địa. Có nhiều người dùng pháp hột đấy. Còn 28 mốc giờ thôi. Nói chung là nó chỉ giảm cho mọi người cái tuyến mồ hôi nách để cũng như cái mùi hôi nách của mọi người. Ok chưa ạ? 28. Còn 28 suất nữa thôi. Giá là 215k. Giá niêm yết là 320. Đúng rồi, mẫu áo mail deal đấy là form nó rộng. Nó chỉ có 3 size thôi. M, L, à, F, M, L. Form rộng, mang đẹp mà. Những ai mang form rộng, quần rộng cái gì ấy, đi dài vào đẹp lắm. Ôi. Còn đúng hai mấy suất nữa thôi. 12 suất. Sao mã lại rồi. 12 suất cuối mọi người ơi. 12 suất cuối cùng. Không rộng lắm đâu, mặc ngầu lắm, đúng rồi. Đúng rồi. À, thấy ấy mà mang mình không thích mang mấy cái mẫu rộng đâu. Từ lúc mang mấy cái áo bên store làm ấy. Sau mới cảm thấy là áo rộng này cũng đẹp hết đấy. Mang với quần rộng chiếu ấy. Đừng có mang áo rộng mà lại quần bó ấy. Con gái thì được, con trai thì nhìn nó kỳ. Áo đó form đẹp, đúng rồi, form đẹp mà. Cố cái gì bo rồi là form áo, nói chung là chuẩn, super hết rồi nha. Rồi lên sâu rồi, Batman. Đây Batman thì giá hôm nay là mọi người trích còn bao nhiêu? Cái này là 3 trong 1, vừa gội vừa tắm đấy, đủ loại các kiểu, có đa liều luôn. 400ml này thì dùng thoải mái. Đây những ai mà đang kiểu là mụn nhọt rồi là gì ở sau lưng ấy thì mua con Batman này nhá, thơm lắm, mà cái mùi thơm nhá, thơm cực kỳ luôn. Cái này dành cho nam mọi người nhá, nữ chuẩn bị có rồi. Giá liên biết là 350, bây giờ còn 233k. Cái này 400ml nhá, to cực kỳ to luôn. 233 quá rồi, vừa đi ship mọi người nhá. Còn có là tí cả combo đôi. Dùng để tắm, để gội, 3 trong 1 nha mọi người. Mà cái sản phẩm này thì nó cũng hỗ trợ cho mọi người khi mà bị mụn nổi với gì sau lưng với gì ấy. Nó cũng sẽ giảm cho mọi người rất là nhiều khi mọi người tắm cái dầu gội này. Sao không nghe tiếng vậy á? Mở cái loa lên hoặc là thoát ra vào lại mọi người. Bây giờ cái 200 suất, 23k chứ? 200 suất. Cái gì đấy? Không mua hàng nữa, nghỉ hoại gia đình. Mình không mua hàng nữa, nghỉ hoại gia đình. Nguyễn Hải. Tiếng Việt viết chưa rõ, giờ đi giải cho người ta. Về học để cho viết đúng cái chính tả đi nhá. Xong rồi comment lại đi. Để đọc cho chính xác. Batman nhá, 3 trong 1 nhá mọi người. Vừa gội vừa tắm. Đấy, cái này là dầu gội sinh học, công nghệ sinh học. Thành ra là nó có hỗ trợ cho mọi người những cái gì mà kiểu mùn cái gì ấy. Đấy, nó có thể là hỗ trợ được cho mọi người về mặt rồi các kiểu các đặc điều đấy, cái mùn ấy. Đấy. Nói ra nhiều thì nó sợ bị sập. Nói ra nhiều là sợ bị sập. Mà nói quá sản phẩm nó cũng chết đó. Rồi à, có ha, bây giờ có 233 thôi mọi người nhá. Không thì lên cho mọi người là combo đôi đi. Combo đôi thì là kim combo đôi được anh ơi. Combo đôi là sẽ deal được cái hai chai, deal được cái giá là ok hơn đấy. Hai chai thì bao nhiêu? Hai chai 700k mà mình còn mấy 3... tuổi dùng được á thì cái này trên 12 tuổi hay sao ấy,